luôn có những cái hoạt động xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng và kích động trong cái vấn đề đoàn kết toàn dân, cũng như là chúng gây chia rẽ và có những cái thông tin thất thiệt để mà gây chia rẽ ở trong cái tổ chức đảng và nhà nước. Như vừa rồi rất là nhiều tổ chức nó nói là gì, cái việc là chủ tịch nước Trần Đại Quang khi mà bị mắc cái căn bệnh hiểm nghèo đó mà chủ tịch đã từ trần, thì chúng lại cho rằng là hay là có một cái sự đấu đá, có một sự tranh giành quyền lực ở trong tổ chức đảng và nhà nước, hay là đây là một cái sự gọi là gì, là đấu đá này, rồi là thủ tiêu này, rồi là nó cho rằng là rất là nhiều vấn đề tiêu cực mà chúng đưa ra những cái thông tin thất thiệt đó để nhằm kích động, là gây cái sự mất đoàn kết ở trong tổ chức đảng và nhà nước, nhất là trong cái thời gian vừa rồi dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với nhà nước và chính phủ đã đưa ra rất nhiều kẻ dù rằng có vị trí vai trò trong tổ chức đảng và nhà nước, tuy nhiên chúng đã biến chất tiêu cực và chuyển hóa về mặt tư tưởng, chúng đã vi phạm pháp luật và đảng nhà nước cũng đã không có vùng cấm và không dung túng cho những cái hành vi vi phạm pháp luật đó, thành ra cũng đã đưa ra để kiểm điểm, đã đưa ra kiểm điểm và xử lý trước pháp luật rồi. Chúng ta thấy rằng vừa rồi như là ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, nguyên là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cũng vi phạm pháp luật dù rằng anh trong cả cái cuộc đời và sự nghiệp đó cũng có những cái thành tích, tuy nhiên cái thành tích đó không thể che đậy cho những cái tội lỗi mà nhất là những cái hành vi vi phạm pháp luật để ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia và dân tộc. Đảng và nhà nước đâu có bao che và dung túng. Cao cấp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng đã vấn đề vi phạm pháp luật, trong đó đã phải đưa ra xử lý như vừa rồi 7 tướng lĩnh cả công an và quân đội. Thế thì bây giờ chúng lợi dụng cái điều đó, chúng cho rằng đây là một cái sự đấu đá, chia bè, kết phái và có cái tranh giành quyền lực ở trong tổ chức đảng và nhà nước cao cấp. Thì chúng ta phải thấy rằng là như thế này, nhân dân và đất nước chúng ta nhận rõ rằng những cái kẻ nào mà thoái hóa về mặt tư tưởng, biến chất về mặt đạo đức nhưng có vị trí trong tổ chức đảng và nhà nước nhưng vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và dân tộc thì cũng phải loại trừ rõ ra và đồng thời cũng đưa ra trước pháp luật để xử lý một cách nghiêm minh. Cái đó không phải là bè phái, cái đó không phải là tranh giành quyền lực, nhưng bọn các cái tổ chức phản động ở nước ngoài chúng đang lợi dụng điều đó để chúng xuyên tạc, nhất là khi mà chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần. Rồi một vấn đề nữa, chúng còn xuyên tạc là gì? Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa mới chút hơi thở cuối cùng thì chúng lại xuyên tạc là nguyên Tổng Bí thư Nguyên Đỗ Tổng Bí Mười. thư Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng là một người vì dân vì nước, trước đây là người lãnh đạo cao cấp của Đảng. Hiện nay là với một cái tuổi cao thì sức yếu, đó là quy luật tất yếu của con người thôi. Bởi vì bây giờ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười hàng trăm tuổi rồi. Mà bây giờ ở cái mức độ hàng trăm tuổi rồi thì đó là vào rơi vào những cái người gọi là được thượng thượng thọ của dân tộc Việt. Mà đây là những người mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ và tôn vinh, thì chúng lại xuyên tạc là cố chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa chút hơi thở cuối cùng thì cũng đến cố à, nguyên nguyên Tổng Bí thư Đỗ Nguyên Mười Tổng Bí thư cũng đã mất. Chúng đã xuyên mất, tạc đã qua đời. nhưng mà phải nói như thế này, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của Đảng và Nhà nước cũng đã nói ngày 22 các bác sĩ và trong ban bảo vệ sức khỏe của Trung ương Đảng cũng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại ở bệnh viện 108 quân Bệnh viện đội. 108. Đó. Thế đấy, đây là một cái tát vào cái mõm của cái bọn phản động. Chúng đang luôn luôn thực hiện cái hành vi xuyên tạc đó. Rồi là chúng lại còn xuyên tạc là gì? Là nguyên chủ tịch Cái thành phố thằng Đà Trần Nẵng Thành Trung vừa rồi cũng vi phạm pháp luật, mà hiện nay cũng đã Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sau khi xem xét đã thấy rằng cái vấn đề trong cái lúc mà giữ cương vị là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã để cho các cái cấp và các cái cán bộ dưới quyền của mình vi phạm pháp luật, và cái vai trò trách nhiệm của chủ tịch thành phố Đà Nẵng cũng liên quan, thành ra cũng phải đem ra xử lý và vừa rồi cũng có đưa ra để xem xét. Thì chúng lại xuyên tạc là ông cái gì Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch thành phố Đà Nẵng hiện nay cũng đã tự tử ở trong tù, cũng đấy cũng là một cái hành cái chúng xuyên tạc đấy là một cái việc là tự tử để bị thủ tiêu rồi là để chối trốn tội. Cho nên phải nói rằng là những cái thế lực thù địch ở nước ngoài và từ trước lần này chúng đã có rất nhiều những cái hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng câu kết với những cái kẻ bất mãn tiêu cực ở trong nước để tiếp tục thực hiện cái hành vi vô theo nhân Trần tính Duy. và cái hành vi chống phá phản động này. Đấy, thì cho nên là mình phải thấy rằng như thế này, nhân dân đất nước chúng ta hiểu rất rõ cái động cơ, mục đích và cái dã tâm của các cái thế lực thù địch ở nước ngoài nó như thế nào, chứ chúng không thể che mắt được tai mắt của quần chúng nhân dân đất nước đâu. Bởi vì quần chúng nhân dân
là luôn luôn là tai mắt và là người những người ủng hộ và đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thì sẵn sàng vạch trần những cái âm mưu thủ đoạn, những cái dã tâm và những cái hoạt động chống phá của các cái thế lực thù địch ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Như vừa rồi đấy, khi mà những cái kẻ mà gọi là đấu tranh lợi dụng cái mang cái danh đấu tranh dân chủ quậy ấy, mà chúng ta vẫn gọi là đấu tranh dân chủ quậy ấy, là khi mà chúng đã xuyên tạc về cái sự kiện nọ sự kiện kia của đất nước, như là cái vấn đề là khi Quốc hội chuẩn bị thông qua cái dự thảo luật là Đặc liên quan đến cái vấn đề xây dựng ba cái đặc khu phát triển kinh tế. Đây là cái mục tiêu và cái định hướng của Đảng và Nhà nước trong vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế đất nước nói chung, thì chúng cũng lợi dụng cái đấu tranh đó để chúng xuyên tạc là cái vấn đề tiêu cực, rồi là bán đất bán biển bán đảo, rồi là cho người nước ngoài để từng bước để mà xâm bước lược đi vào đất nước chúng ta. Rồi là hai nữa là cái luật an ninh mạng như vậy, khi mà Đảng và Nhà nước thấy rằng là cái hoạt động thông tin trên mạng hiện nay ấy, nó có những cái vấn đề chúng ta phải đưa vào trong cái quy chế để mà định hướng cho tất cả những hoạt động trên cái không gian mạng này, để nhằm làm sao phát huy cái mặt tích cực của không gian mạng, nhưng đồng thời chúng ta hạn chế được những cái vấn đề tiêu cực của cái không gian mạng. Thì dự thảo luật an ninh mạng khi mà được ban hành một cái là chúng bắt đầu xuyên tạc, chúng cho rằng đấy là Đảng và Nhà nước đã đưa ra một cái luật để mà làm bóp miệng của người dân, tức là không có tự do ngôn luận. Chúng cũng xuyên tạc là như vậy. Rồi là bây giờ ngay cả cái vấn đề là gì, chúng cho rằng là cái việc đấu đấu đá rồi là tranh giành quyền lực ở trong Đảng và Nhà nước đó để cho những cái người gọi là có thân Trung Quốc, rồi là làm nô lệ, rồi là bán nước cho Trung Quốc. Ngay cả cái vấn đề chúng cho rằng là đến tận năm 2020, theo cái nội dung của cái hội nghị Thành Đô ở Tứ Xuyên Trung Quốc ấy, là chúng cho rằng là đến năm 2020 là Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của Trung Quốc chẳng hạn. Tất cả những cái vấn đề xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng, kích động để tạo cho cái xã hội Việt Nam có một cái sự bất ổn. Mà khi mà xã hội Việt Nam bất ổn mà cái an ninh trật tự không được đảm bảo ấy, thì đấy chính là cái điều kiện thuận lợi nhất để cho chúng tiếp tục thực hiện cái âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thành ra cái vấn đề này chúng ta, nhân dân đất nước và xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay với cái thông tin đại chúng, với cái sự tuyên truyền cũng như là đưa những cái thông tin đến quần chúng nhân dân và xã hội, thì tất cả những cái thế lực thù địch với những cái âm mưu thủ đoạn, cái dã tâm và những cái hành động xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng hoặc những cái hoạt động chống phá đó của chúng sẽ không có giá trị và không có hiệu quả. Thì theo mình là nghĩ là từ cái sự kiện này thì anh Vương Hùng cũng muốn được chia sẻ một số những cái nội dung đó. Đây là những cái suy nghĩ và những cái nhận định cá nhân chủ quan của anh Vương Hùng. Thì cũng rất mong là Trần Toàn cũng như là các anh chị em ở trên diễn đàn, thì anh Vương Hùng chia sẻ cái gì nó chưa được đúng hoặc chưa được đầy đủ, thì mong tất cả mọi người cùng thông cảm và chia sẻ, và đồng thời góp ý bổ sung những cái nội dung nào mà Vương Hùng mà cảm thấy mình chưa có đầy đủ về mặt nhận thức hoặc là chưa được đầy đủ thấu đáo, thì cũng rất mong là được lắng nghe ý kiến của tất cả anh chị em ở trên diễn đàn. Và Vương Hùng cũng nói với Trần Toàn là Vương Hùng sẽ tiếp tục theo dõi diễn đàn của Trần Toàn để tiếp nhận những cái ý kiến bổ sung nhé. Dạ Thì vâng xem có ạ, anh chị em nào, với mỗi người chúng ta đúng sẽ rồi. đến các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước để xem lại những cái hành vi và những cái thái độ chống phá của những cái kẻ phản động ở trong nước và nước ngoài, để có những cái biện pháp để mà xử lý một cách nghiêm minh, để tạo lên cái niềm tin cho quần chúng nhân dân. Bởi vì như lúc anh Vương Hùng chia sẻ ấy, là hiện nay ngay từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, quần chúng nhân dân trên cộng đồng này rất là bức xúc và căm phẫn với cái hành vi của những tên đội lốt linh mục, và Dạ. tên nhất là tên Linh Cẩu Nguyễn Duy Tân ở giáo xứ Thọ Hòa Xuân Lộc Đồng Nai, cùng với cái tên linh mục ở ở nhà thờ Thái Hà Hà Nội là tên Nguyễn Ngọc Nam Phong, rồi là cái tên Nguyễn Thái Hợp cùng với một số đệ tử quán như là tên tên Nam, tên Ngữ, rồi là tên Thục. Đấy thì Vương Hùng cũng xin được chia sẻ như vậy, và cuối cùng rất là cảm ơn Trần Toàn cũng như là các anh chị em ở trên diễn đàn đã rất là quan tâm và cũng rất là đồng tình ủng hộ để lắng nghe.